Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị khán giả thân mến, chứng tiểu đêm, tiểu nhiều lần trong ngày gây ra rất nhiều phiền toái cho cuộc sống của chúng ta, làm xáo trộn cuộc sống và ảnh hưởng nhiều đến tâm lý cũng như sức khỏe của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị khán giả trong chương trình sẽ tìm hiểu về chủ đề đó là tiểu đêm nhiều ở nam giới thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe. Và đồng hành cùng với quý vị khán giả, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa tiết niệu nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Xin chào MC Công Nghĩa và xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, đầu tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ đó là nguyên nhân nào gây ra tình trạng tiểu đêm ở nam giới ạ? Trước tiên chúng ta cần phải định nghĩa tiểu đêm là thế nào. Tiểu đêm được định nghĩa là tình trạng mà bệnh nhân phải thức dậy và đi tiểu từ 2 lần trở lên trong giấc ngủ ban đêm và sau đó bệnh nhân lại đi ngủ lại bình thường. Đấy là định nghĩa về tiểu đêm. Về nguyên nhân tiểu đêm thì thường chia làm hai nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là nguyên nhân do bệnh lý và nguyên nhân không do bệnh lý. Thứ nhất là cái nguyên nhân không do bệnh lý thì có thể do tâm lý của bệnh nhân. Có thể bệnh nhân mất ngủ, hồi hộp, lo lắng. Thứ hai là do tuổi tác. Thứ ba là do vấn đề mang thai. Khi mang thai thì thai nhi trong tử cung có thể chèn ép vào đường bài tiết, đường tiết niệu. Như vậy là bệnh nhân có thể là bị đi tiểu đêm, đi tiểu nhiều lần. Do cái thói quen chúng ta ăn uống, uống nhiều nước vào trước buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là uống nhiều nước vào bữa ăn tối. Đấy là nguyên nhân không do bệnh lý. Còn thứ hai là nguyên nhân do bệnh lý. Thì thứ nhất là suy thận. Thì thận đảm bảo chức năng lọc máu và duy trì cái cân bằng nội môi. Nếu mà suy thận thì khả năng lọc sẽ bị suy giảm, dẫn đến là bệnh nhân bị đi tiểu đêm, đi tiểu nhiều lần. Thứ hai là sỏi thận. Khi có sỏi thận thì nó sẽ kích thích cái đường bài tiết, đường bài niệu. Vì vậy là cũng có thể gây đi tiểu đêm, thậm chí là tiểu bút, tiểu rắt. Còn đối với nam giới, đặc biệt nam giới thì có thể mắc thêm cái bệnh lý là bệnh của tiền liệt tuyến như là viêm tiền liệt tuyến mãn tính hoặc là phì đại tiền liệt tuyến thì có thể gây tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Bác sĩ thân mến ạ, nhiều người thì thường thắc mắc rằng là tiểu đêm nhiều lần phải chăng là những cái dấu hiệu cảnh báo thận đang suy yếu? Bác sĩ có thể chia sẻ cũng như là giải thích rõ hơn điều này đến với quý vị khán giả. Theo như các nguyên nhân mà tôi chia sẻ bên trên thì cái việc tiểu đêm kéo dài chính là một dấu hiệu cho thấy chức năng thận bị suy giảm, như trong cái vấn đề nguyên nhân bệnh lý là suy thận chẳng hạn. Như vậy thì thận sẽ giảm chức năng lọc và dẫn đến không hồi phục và bệnh nhân bị tiểu đêm kéo dài. Còn những nguyên nhân mà không phải bệnh lý thì nó sẽ hồi phục sau khi mà hết cái quá trình đó, ví dụ như mang thai, hết quá trình mang thai thì quá trình tiểu đêm thì sẽ hết, sẽ trở lại bình thường. Vâng, thưa bác sĩ, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay của Sống Khỏe cùng IDC Life, Công Nghệ cũng đã nhận trên tay ngay một lá thư đến từ một vị khán giả có tên là Việt Quang ở Bắc Giang, có hỏi bác sĩ tôi hiểu thế này. Thưa bác sĩ, là tôi bị mắc chứng tiểu nhiều, tiểu đêm đã hơn 10 năm nay. Ban ngày thì cứ khoảng 1 tiếng hoặc là hơn 1 tiếng thôi, tôi đã phải đi tiểu một lần. Tôi thì làm nghề bảo vệ và nhiều hôm thì sợ camera ghi lại cảnh đi lại quá nhiều sẽ bị khiển trách. Thế nên tôi đã phải nhịn cho đến lúc không nhịn được nữa mới thôi. Ban đêm thì tôi phải dậy đi tiểu tới 4-5 lần và cứ mỗi lần tỉnh giấc lại bị mất ngủ. Cứ nửa tiếng sau mới chợp mắt lại được, người thì rất mệt mỏi và khó chịu. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là tình trạng của tôi có nghiêm trọng hay không? Và tôi có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm nào để giúp hỗ trợ tình trạng này, thưa bác sĩ? Rồi, theo như chia sẻ của bạn đọc thì tình trạng của bạn là buổi tối đi tiểu đêm 4-5 lần. Như vậy là tình trạng của bạn mắc cái chứng đi tiểu đêm mức độ rất là nghiêm trọng. Vì vậy là tôi khuyến cáo bạn nên đến các cơ sở y tế, các cơ sở nam khoa để khám và điều trị. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng thêm một số sản phẩm đông y để hỗ trợ điều trị. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm của đông y, các bạn có thể tham khảo và sử dụng thêm những sản phẩm bổ thận tráng dương và
và bồi bổ chức năng can thận, ví dụ như là sản phẩm Viking Men của sản xuất tại Việt Nam, các bạn cũng có thể là tham khảo thêm. Thưa bác sĩ, tôi hiểu Công Nghĩa thì có để ý một số những cái thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ cùng với vị khán giả. Đó là một cái sản phẩm có tên là Viking's Men, và bác sĩ thì có thể phân tích những cái thành phần trong sản phẩm này, nó giúp quý vị khán giả, đặc biệt là nam giới, như thế nào trong việc là khắc phục tình trạng tiểu đêm, cũng như là giúp cho chức năng của thận được tốt hơn, thưa bác sĩ? Tôi xin chia sẻ thêm về cái sản phẩm Viking Men. Đây là một sản phẩm đông y được bài chế từ các cây thuốc dược liệu đông y, và được bài chế thành dạng viên rất là dễ sử dụng cho bệnh nhân. Và trong cái sản phẩm Viking Men thì có các loại cây thuốc quý như là đông trùng hạ thảo này, ba kích, sâm mắc ca, rồi là cây bá bệnh, dâm dương hoắc, vân vân. Các loại cây này thì đặc biệt là có cây bá bệnh thì cây này có tác dụng kích thích tăng sản sinh lượng testosterone tự nhiên. Và chính cái hàm lượng testosterone tự nhiên này sẽ có cái công dụng trong cái điều trị bệnh yếu sinh lý, và ngoài ra còn bồi bổ cơ thể, điều trị các chứng là đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần, đau lưng, hỏi gối, vân vân. Thưa bác sĩ, ngoài những phương pháp, những cái sản phẩm mà bác sĩ vừa chia sẻ, thì liệu rằng chúng ta cần phải có những cái lưu ý nào khác, cũng như là những cái phương pháp tự nhiên nào để giúp cho việc là khắc phục tình trạng tiểu đêm ở nam giới? Ngoài các phương pháp đó thì chúng ta có thể thay đổi thói quen. Thay đổi thói quen, thứ nhất là thói quen uống nước vào buổi tối trước khi ngủ, chúng ta nên hạn chế uống ít nước cách 2 tiếng trước khi ngủ, và uống ít nước trong cái bữa ăn tối. Và có thể sử dụng thêm một số sản phẩm đông y khác có tác dụng là chuyên điều trị cái việc đi tiểu đêm. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng là những thông tin vừa rồi mà bác sĩ Tô Hiệu đã chia sẻ cùng với quý vị đã có thêm cho mình những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như những thành viên trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn có thể liên lạc đến số hotline 0854400102, hoặc có thể gửi thư về với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.